Hôm nay đầy đủ nhân viên lành Ban điều hành tỉnh thất quan âm Đã cung thỉnh được Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn Giảng pháp vào mỗi buổi tối sau thời công phu Từ 8 giờ đến 9 giờ tối giờ Việt Nam Với tâm nguyện của đại chúng Đã hết lòng cung thỉnh Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn Đã ban bố những lời pháp nhũ cho tỉnh thất quan âm nói riêng và cho toàn thế giới vào trang web vô lượng thọ diu ai com nói chung với nhân duyên khải thỉnh của đại chúng tỉnh thất quan âm lần này mong rằng pháp duyên này sẽ duy trì mãi thông qua trang web vô lượng thọ usa com và trực tiếp qua skype bằng mp 3 trên toàn thế giới để lợi lạc chúng sanh a di đà phật kính mời quý vị nghe phát lại buổi giảng này dạ a di đà phật giờ xin mời toàn thể đại chúng chúng ta niệm phật cầu gia bị nam -a mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bồ ma sư thịnh ca ma ni phật -a vô thường thầm mà thâm vị diệu pháp ba thiên vàng kiếm nàng tao ngộ, ngã kim Kiên kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai Chân thiên nghiệm. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quang Âm. Và quý chú quý cụ ở tại Viện Chiên Tu ở Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam à, Kính thưa toàn thể, chư vị Phật tử đang online trực tiếp à, Trên à, trang web vô lượng thọ usa.com, vô lượng thọ.vn Và trong cái app vô lượng thọ trực tuyến TV toàn cầu à, Hôm nay là ngày 21 à, tháng 9 năm 2016 À, hôm nay giác nhàng à, đang à, có mặt tại một cái tiểu bang Ohio Hôm qua thì rời khỏi Michigan à, Khi tổ chức pháp hội xong thì à, đi qua bên à, Ohio Cho nên buổi sáng hôm qua giác nhàn có gián đoạn một buổi giảng à, Hôm nay đến nhà của hai ông bà Phật tử à, Đặc biệt à, hai ông bà này thì à, Ông à, lúc trước cũng không có hiểu đạo Và bà thì... À, À, cũng chưa có hiểu đạo cho nên à, hai người cũng à, lục đục với nhau cuộc sống gia đình đó mà à, Sau đó rồi thì à, bà có đi một à, lần qua bên à, Pháp Hội ở bên Fortland, à, à, Oregon à, Khi à, cô khiếm này cô đến đó đó thì... À, à, cổ tham dự pháp hội ở bên Oregon năm 2014 xong thì cô mới nói một điều là con nhờ thầy khai thị chỉ dạy cho con không biết sao con ở tại nhà thì cứ lời qua tiếng lại với ông chồng rất là nhiều giờ thầy có cách nào chỉ cho con khi cổ chân thật cung kính tha thiết thỉnh cầu bay từ Ohio bay qua bên Uh, Oregon Phật Linh đó, thì uh, với cái tấm lòng chờ đợi, khao khát, tha thiết bao nhiêu ngày tháng, thì giác nhàn nói đơn giản thôi. Giác nhàn nói uh, khi uh, cô về lại nếu ông có lớn tiếng ông nói này nói nhỏ nọ đó thì cô im lặng, cô đừng trả lời, cô cứ niệm Phật thôi. Thì giác nhàn nói đơn giản vậy thôi. Thì cô về cô hành đúng như cái lời giác nhàn chỉ dạy là cô không có nói lại khi ông có nói gì đó nói cổ rất là hoan hỷ vui vẻ của niệm phật thôi sau một thời gian thì ông thấy uh, bà đi tu có tiến bộ nói không có cãi lại và bước đầu uh, cổ không cãi lại nhưng mà trong lòng cổ rất là khó chịu cổ lầm bầm lầm bầm đi ra đi vô nhưng mà khi cổ nghe cái lời giảng nhàn nhắc như vậy đó thì cổ lại nhớ cổ hành trì cho nên vì cái niềm tôn kính và quý kính của cổ. À, khi gặp giác nhàng thì giác nhàng nói cái là cổ nghe. Cho nên hôm nay giác nhàng mới nói đến cái tình nghiệp tâm phước thứ hai của nhân thừa là tôn kính sư trưởng. Khi người khác tôn kính mình, quý mến mình, mình nói thì họ nghe. Nó cộng lại với cái nhân duyên nhiều đời. Thì từ năm 2014 đến hôm nay gần như là cổ đi rất nhiều những cái pháp hội vì cổ cũng về hưu rồi. Có đứa cháu hỗ trợ về tiền bạc cho cổ đi các pháp hội. Mà mỗi lần cổ đi pháp hội là cổ rất là tha thiết mong mỏi dắt nhàn về nhà cổ một khi à, không hiểu sao cổ rất là tha thiết mong mỏi lắm mà cổ năng nỉ cổ tha thiết cũng nhiều tháng qua lắm. Từ năm 2014 là cổ gặp là cổ có ý niệm muốn mời về nhà cổ rồi mãi đến hôm nay hai năm sau 2016 giác nhàn đến Michigan tổ chức pháp hội xong thì cổ à, tha thiết à, thỉnh giác nhàn về lại nhà thì họ hôm qua có một cái duyên rất là đặc biệt là buổi buổi sáng ở bên Việt Nam tức là buổi chiều bên này không biết sao cổ lại mời cũng à, ba bốn chục phật tử mà cái nhà thì nhỏ thôi mà cổ mời đến người ta hoan hỉ cổ nấu cho người ta ăn người ta hoan hỉ vô cùng có một chú ông viết cái bài tác bạch ổn độc rất là hay. Và đặc biệt với cái tâm tha thiết chân thành cung kính của cổ đó mà lại hồi hôm qua có một cái ca trợ niệm và thầy nhận nguyện có Thịnh ý giác nhàn là bây giờ cái ca trợ niệm này Liệm bỏ bỏ cái hương linh vào trong áo quang rồi vào lúc mấy giờ thì tự nhiên trong À, đầu suy nghĩ là à, Chắc là chiều khoảng 7 giờ Bên à, Ohio Nó đồng giờ với giờ New York á, Thì khi 7 giờ tối bên này đó Mang cái ca trợ niệm ra Thì bao nhiêu người ngồi nhìn thấy trực tiếp Trên màn hình luôn Và trên toàn thế giới nhìn thấy Cái ca hộ niệm này và nhắc nhàng có khai thị Và nói chuyện một tiếng rưỡi đồng hồ à, Thì à, với cái tâm Chân thành tha thiết Thỉnh cầu cung kính của cổ cổ mà lại kết được cái duyên là tại căn nhà của cổ có được à, ba bốn chục người ngồi nghe một buổi giảng và nhìn thấy cái hình ảnh trực tiếp live à, đang à, à, khám à, kiểm tra thoại tướng và liệm một cái ca và nghe giác nhàn khai thị và hôm qua rất nhiều người ưng ý về cái à, buổi nói chuyện à, lâm chung tiếp dẫn hay gọi là mái chèo lâm chung à, đây là một cái tâm hữu cầu thức ứng Giác nhàn nhìn chung lại thấy một số những người Phật tử họ chân thật, cung kính, nghe Pháp và tu tập theo Pháp môn tịnh độ thì à, cái nhân duyên khi giác nhàn gặp họ cũng như là họ nhận được nhiều cái à, phước báu nhân duyên rất là thù thắng do cái tâm cung kính mà mình thường nghe ấn tổ nói là một chút thành kính là một chút công đức. À, cái thành kính này không ai đem cho mình được mà tự mình phải tạo tạo qua trung gian của một cái pháp môn mà giác nhàng thường nói đó là pháp môn lễ Phật vừa miệng xưng niệm danh hiệu vạn đức hồng danh a di đà phật thân thì đảnh lễ nó tạo cho mình một cái đức cung kính mà cái đức cung kính càng cao thì cái khiêm hạ của mình nó nó sẽ đạt được cái khiêm hạ của mình càng cao À, cái 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 tâm mà bất kính ngã mạn càng cao thì cái tâm không khiêm hạ xuất hiện càng cao. Nó đi cái theo cái tỷ lệ thuận. Còn nếu cái tâm cái tâm mà cung kính càng nhiều, càng lớn, càng cao thì cái tâm khiêm hạ xuất hiện càng cao. À, rất nhàn nhớ khi hòa thượng Tịnh Không mình đi đến gặp ngài Lý Bỉnh Nam thì ngài Lý Bỉnh Nam cho ba cái điều và ba cái điều này Hòa Thượng Tịnh Không hay nhắc tới, nhắc lui. Lúc trước giáo Ngàn cũng có nhắc nhưng mà chưa có mổ xẻ sâu về ba cái điều này. Bởi vì nó liên quan đến cái việc là cung kính à, Sư Trưởng. À, khi à, Ngài Lý Bỉnh Nam à, gặp Hòa Thượng Tịnh Không ở tại Đài Trung, thì à, hai vị này thầm khế hợp với nhau, cảm nhận thấy... À, À, trách nhiệm và nhiệm vụ của hai vị này đi xuống cái à, cõi ta bà này à, gánh vác một cái trọng trách rất là lớn à, cho nên à, ngài lý bỉnh nam mà à, khi gặp hòa thượng tịnh không thì có ra ba điều kiện nếu ba điều kiện này chấp nhận thì đây là một cái sự cung kính và tôn trọng sư trưởng à, cái điều kiện nó hơi khắc khe à, điều kiện thứ nhất là hòa thượng à, học hai vị thầy trước đó là giáo sư phương đông mỹ và trương à, gia đại sư à, hai vị một vị à, đạo cao đức trọng tu mật tông đó là ngài trương gia đại sư và giáo sư phương đông mỹ là một vị dạy về cái triết học ngoài đời à, ngay nơi cái thời đương đại lúc đó ở tại à, đài loan rất là nổi tiếng thì à, ngài lý bỉnh nam nói tôi không thừa nhận những cái gì ông học lúc trước bất cứ là đối với các vị đại sư nào tôi không thừa nhận và nếu mà thừa nhận cái điều đó đó thì cái hướng để mà dạy của ngài Lý Bỉnh Nam không thể chuyển hóa được cái tâm thức để đi vào cái đường hướng của ngài Lý Bỉnh Nam cho nên ngài Lý Bỉnh Nam không thừa nhận và vấn đề thứ hai đó rằng là tất cả những cái à, điều gì thắc mắc không được hỏi các vị thầy khác, chỉ có hỏi ngài Lý Bỉnh Nam. Và những à, sách kinh ngài Lý Bỉnh Nam đưa mới được xem, không được xem kinh sách ngoài luồng Và những cái à, cái điều kiện này chỉ trong vòng 5 năm thì Hòa Thượng Tịnh Không à, nghe Ngài à, Lý Bỉnh Nam nói gần như là thấy cái sự hống hết cao ngạo trong mắt không người của Ngài Lý Bỉnh Nam. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không vẫn chấp hành. Khi mà chấp hành như vậy thì à, Hòa Thượng Tịnh Không được lưu lại ở tại Đại Trung. Còn nếu mà không chấp hành thì nên đi tìm một vị cao minh nào khác. À, lúc trước hầu như là những người trò khi đủ nhân viên gặp vị thầy nhưng thời đại hôm nay khi vị thầy mà gặp một vị trò thì gần như vị trò nó ra điều kiện với thầy con vô con tu con phải như thế này con phải như thế nọ con phải đi chỗ kia con phải đi chỗ khác hoặc giả là gần như là cái ý tưởng của người trò quyết định cho người thầy tuy nhiên lúc trước thì các vị tổ hay dạy đó là bước đầu bổn phận làm trò cả thân tâm ý dâng cho người thầy Mặt người uống nắng chuyển say nhưng hôm nay thì từ cái học đường bên ngoài cũng như trong chùa gần như là cái ý của các vị đệ tử là gần như là có những cái ý muốn ra cái ý kiến của mình bắt người thầy phải theo trong khi đó cái sự hiểu biết cái đức độ cái sự tu tập của người trò không bằng người thầy vì vậy khi ngài lý bỉnh nam nói đến cái việc là nếu ông chấp hành ba điều kiện thì ông lưu lại đài trung còn nếu ông không chấp hành ba điều kiện này thì ông nên đi tìm các vị cao minh khác à, thứ nhất những cái đường hướng mà chỉ dạy của giáo sư Phương Đông Mỹ cũng như là của Ngài Trương Gia Đại Sư Vì sao mà Ngài Lý Bỉnh Nam không chấp thuận Vì cái hướng dạy của Ngài Lý Bỉnh Nam đó là hướng dạy sư thừa Sư thừa là những vị thầy có cái sự truyền thừa từ trước đến bây giờ Cái sự truyền thừa của Ngài Lý Bỉnh Nam là bởi ảnh hưởng của Ấn Tổ là Tổ thứ 13 Thứ và bởi ấn tổ đó là ấn tổ à, truyền thừa à, tất cả những cái à, sở chứng cũng như những cái à, tu tập và chỉ dạy của à, ấn tổ mà ngài lý bỉnh nam đã hấp thụ được từ nơi người thầy của mình thì bây giờ ngài lý bỉnh nam muốn đem những cái gì của người thầy mình đã chỉ dạy cho mình truyền trao hết cho hòa thượng tịnh không cũng như những người đệ tử mình mà muốn như vậy thì phải học một thầy không được học nhiều thầy cái điều này trong thời đại hôm nay ít người chấp nhận vì tất cả những cái học đường của phật giáo việt nam nói chung cũng như là tất cả các trường hạ và những cái trường phật học mà trong cái trường đó thì rất nhiều giảng sư mỗi giảng sư dạy mỗi môn. À, lúc trước có một lần à, một vị hòa thượng tinh văn, à, vị hòa thượng tinh văn này mời hòa thượng tịnh không đến một cái trường để dạy, thì hòa thượng tịnh không nói rằng à, nếu mà dạy theo cái lối dạy sư thừa mà hòa thượng tịnh không được học nơi ngài lý bỉnh nam thì ngài lưu lại ngài dạy, còn nếu mà dạy theo kiểu mà tổng hợp đại trà À, mỗi thầy dạy mỗi môn Thì Hòa Thượng không lưu lại đó dạy Vì sao? Vì nếu mà dạy nhiều môn quá Thì học trò không có đủ Cái sức trí nhớ mà hấp thụ Hôm nay học môn này Ngày mai học môn khác Thì không có thời gian đầu tư vào một môn Thì chắc chắn không có sự thành tựu Chỉ học trên cái kiến thức Mang ra dùng không được Vì vậy Ấn Tổ mới nói Mình không nên đi học nhiều ở đâu cả chỉ chân thật ở một cái đạo tràng niệm Phật cho cái tâm mình thanh tịnh đi rồi mình học một biết mười và khi à, ấn tỏ ra cái lối dạy sư thừa này thì ngài Lý Bỉnh Nam cũng áp dụng và về sau hòa thượng Tịnh Không cũng áp dụng luôn nghĩa là hòa thượng Tịnh Không thừa sức để mà giảng à, kinh tại nơi cái trường à, Phật học của ngài à, Tinh Văn tuy nhiên hòa thượng tịnh không thấy cái thời gian mình đổ ra không có hữu ích do cái lối dạy không phải là sư thừa lối dạy không phải là sư thừa nghĩa rằng là dạy nhiều môn không phải một thầy dạy cho một trò nhưng hôm nay không phải là một trò mà bao nhiêu người tại tỉnh thất quang âm cũng như ở viện chiên tu cũng như trên toàn thế giới là rất nhiều trò rất nhiều phật tử mỗi buổi sáng ở bên à, Cali 6 đến 7 giờ, New York à, 9 đến à, 10 giờ Và Việt Nam mỗi buổi tối 8 đến 9 giờ, gián nhàn truyền trực tiếp à, Hôm nay chú Nhận tệ đang thiết đặt cái hệ thống truyền trực tiếp thấy hình luôn à, Tuy nhiên đang sắp xếp cái à, chương trình này à, Hôm nay tưởng chừng như là thấy được hình gián nhàn trực tiếp qua cái app vô lượng thọ trực tuyến à, TV toàn cầu À, tuy nhiên vừa rồi phát ở tại Michigan cái à, thông số để mà nó phát trực tiếp trên cái app vô lượng thọ trực tuyến nó bị trục trặc. À, cho nên à, hôm nay kỹ sư đã sửa lại xong và những người nào có cái app mà vô lượng thọ trực tuyến cài ở trên cái điện thoại iPhone hoặc cái iPad hoặc là cái MacBook là cái laptop ở bên uh, Apple đó hoặc là cái điện thoại bên Android, Samsung, LG hoặc giả làm À, phía bên uh, Apple thôi, thì cái phía bên uh, Apple đó, phía bên Apple đó thì uh, những vị mà có cái app vô lượng thọ trực tuyến TV ở bên iPhone, iPad hoặc giả là ở bên uh, Macbook á, thì quý vị quan hỉ quý vị nên kéo cái uh, uh, cái app xuống lại để cho nó update tức là nó chạy lại cái phần mềm mới á, thì kỹ sư mới đã viết xong. Hiện tại bây giờ chú Nhẫn Tệ đã đang like được Mà cái like này là like đang trực tiếp ở tại uh, Facebook Và nó đang like trực tiếp ở tại trang uh, web cũng có thể coi được Hồi nãy chú Nhẫn Tệ mới đưa cho Giác Nhàn uh, xem là đã like được uh, Chắc là ngày mai khi đến Chicago sẽ ngồi uh, trong một cái phòng có bằng Phật Và sắp xếp giảng uh, uh, thấy hình Giác Nhàn uh, Hiện tại bây giờ mọi người lên Facebook đánh vô thích gián nhàng Đà Lạt thì sẽ thấy hình trực tiếp gián nhàng. À, thưa quý vị, hôm nay gián nhàng nhắc lại một lần nữa những người nào có iPhone, iPad hoặc là cái MacBook bên cái hệ thống Apple đó thì quý vị nên update tức là kéo lại cái phần mềm của cái app vô lượng thoại trực tuyến để chúng ta cài lại cho nó được hoàn thiện hơn. À, đây là một cái đạo tràng trên không chung Mà gián nhàng đang đẻo toàn tâm vào Và bất cứ ngồi ở nhà Phật tử nào Cũng có thể thấy hình lai like trực tiếp Trên toàn thế giới à, Đây là một cái hệ thống gọn nhẹ đơn giản Mà hiệu quả rất là cao Đây cũng là một cái sự gia trì của chư Phật Và gián nhàng rất là cung kính Tri ân Lão Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không à, Đã cho mình một cái à, Cái hướng đi đó là mở đạo tràng trên không chung và mở đạo tràng trên không trung thì nó không có giới hạn vì vậy cái lối dạy mà mỗi buổi sáng giác nhàn ngồi bất cứ một nhà phật tử nào chỉ có một cái máy quay phim và có internet là phát trực tiếp trên toàn thế giới và cái trực tiếp trên toàn thế giới này là một cái à, à, cái niềm mơ ước của giác nhàn đã từ lâu à, vì sao vậy vì đây là một cái đạo tràng trên không trung mà lão an sư thượng tịnh hạ không đã nhiều năm đề xướng và về sau thì hòa thượng tịnh không khi thỉnh thưa thỉnh lại với cái lối dạy sư thừa của của ngài đã học từ nơi ngài lý Bỉnh nam thì ngài tinh vân không đồng ý nói rằng muốn cho những người học trò mình mở mang được trí huệ đó thì phải học nhiều môn vừa rồi cũng có một vị thượng tọa cũng nói cái điều này nó đồng cái hướng dạy với ngài tinh văn à, cái hướng dạy của những vị mà không phải đi theo cái hướng sư thừa đó là dạy nhiều cái pháp môn dạy nhiều cái môn học như lúc trước giáo nhà học ở trường phật học cơ bản đồng nai ở chùa pháp hoa đó ở gần cái long thành đi xuống bà rịa vũng tàu đó thì à, dạy tứ thập nhị chương dạy kinh di giáo rồi dạy di thức học Nói chung là khoảng 6-7 môn. Học rất nhiều. Mà học rất tạp. Thì à, vừa rồi có một vị thượng tọa cũng qua bên Michigan giảng có nói rằng người nào mà nói rằng là chỉ có à, học một bộ kinh vô lượng thọ tụng một bộ kinh vô lượng thọ và tu chỉ có một môn như vậy á, là trí huệ không khai mở được. Vì à, kinh Phật là rộng rãi nhiều cái pháp môn mình phải học mình tu hết như vậy thì nó mới khai mở được trí tuệ và ông trí lý luận rất là sắc bén và cái lý luận nếu mà những người mà không có nhận cái thông tin tức là không có học những cái lời dạy của hòa thượng tình không thì chắc chắn là họ phải chạy theo ngay bởi vì họ có cái lập trường của họ may thay sao hôm nay quý thầy quý chú lại đi theo cái lối dạy sư thừa tức là một à, thầy và một pháp môn và một cái bộ kinh vô lượng thọ họ không hiểu rằng à, thâm nhập một môn trường kỳ huân tu mà thông đạt tính giải hành chứng một môn đó thì tất cả những môn khác đều tính giải hành chứng vì sao vậy vì thông đạt một pháp môn khi mình thâm nhập rồi thì tất cả những pháp môn khác đều được khai mở. Vì sao? Vì nhất tức nhất thiết, nhất thức tức nhất, một tức là tất cả, tất cả là một. Tất cả kinh điển Tam kinh điển Tam tạng kinh điển đều quy về một mối để mà ngộ được cái thể tánh thanh tịnh của mình. Đó nói về lý Nói về sự sau khi mình đốn ngộ rồi Tùy theo cái nghiệp báo của mình Mà nó đưa đi vào những cái cảnh giới xa biệt khác nhau Có những người về cảnh thanh văn, duyên giác, bồ tát Cảnh trời, cảnh người, vân vân Tùy theo cái cái nghiệp báo và cái nguyện lực của mỗi người Nếu mà từ cõi trời đến cõi người Cho đến Atula, đến địa ngục Ngạ quý súc sanh Là do nghiệp báo dắt đi luân hồi Còn họ bước lên tới cái cảnh giới Như là thanh văn, duyên giác, bồ tát đó là do nguyện lực của họ đã thành tựu rồi để mà họ vì nguyện lực để mà đi độ sanh. Còn cái nguyện lực của mình để mà cảm đến nguyện lực của Phật A Di Đà về cảnh giới tây phương cực lạc, ở đây là một cái hướng đi rất là minh triết sáng sủa, đủ khả năng trong tầm tay của mình để mình đi. Còn nếu mà mình đi mà để mà bước lên cái quả vị uh, thanh văn là tứ quả thanh văn tư đồ hoàng tư đà hàm a la hàm và a la hán thì khi chúng ta bước lên cái quả vị đó là một cái điều khó khăn chỉ có lúc mà đức phật còn tại thế thì quả may đức phật khai thị cho mình để chứng quả thanh văn duyên tư đồ hoàng tư đà hàm a la hàm và a la hán nhưng bước lên cái quả duyên giác là độc giác thì không còn phật thì họ quán 12 nhân duyên họ mới chứng đắc được cái quả duyên giác còn cái quả vị Bồ Tát thì càng khó đối với cái cõi này mà khi chúng ta về tây phương cực lạc là đi thẳng vào cái lớp học để mà mình thành tựu được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác đây là mục tiêu mà Đức Phật thích Ca Mâu Ni ra đời muốn giới thiệu cho chúng ta cho nên thành ra mới nói rằng là chư Phật sở dĩ hưng xuất thế duy thuyết di đà bổn nguyện hải chư Phật mười phương chư Phật ra đời cũng như là Đức Phật thích Ca Mâu Ni mục tiêu đó là nói đến cái bổn nguyện siêu thắng vô tác diệu lực bất khả tư nghị của đức phật a di đà mà ai mà giới thiệu đến cái nguyện lực này mà giới thiệu càng nhiều ngày nào cũng giới thiệu ngày nào cũng đọc lâu ngày nó tạo cho mình một cái tâm cảm đến cái nguyện của phật thì quý vị sẽ nhận được cái sức gia trì của mười phương chư Phật nói chung Cũng như là cái sức gia trì của Đức Phật A-di-đà rất là thù thắng Và cái công đức của mình giới thiệu về bổn nguyện siêu thắng Và cái công đức danh hiệu và cảnh giới cực lạc Thì cái công đức của mình y báo và chánh báo Nó vượt trội một cách rất nhanh Nhờ hàng ngày năm cụ già giảng Giác nhàng giảng về bổn nguyện Phật Di Đà. Quý vị coi lại những cái đĩa lúc trước Giác nhàng vẫn nói đến một mực đó là một bộ kinh vô lượng thọ, một câu Phật hiệu không thay đổi từ năm 2007 đến hôm nay. Và nhờ giới thiệu như vậy cho nên cái cảnh giới của mình đó là cái tỉnh thất quan âm. Nếu Giác nhàng tu một pháp môn gì khác 60 năm sau và hết đời này chưa chắc gì được như vậy đâu. Đối với cái phước báu cạn mỏng nghiệp chướng sâu dày và cái cô trí bất minh, tức là trí một mình mình không sáng, cần phải nương nơi cái trí huệ như biển của Đức Phật A Di Đà mà cái trí huệ nó gói gọn trong câu Phật hiệu, gói gọn nơi cái bổn nguyện của Phật A Di Đà. Quý thầy để ý mà khi mà giới thiệu đến cái bổn nguyện của Phật A Di Đà thì cái công đức của quý thầy nó thù thắng nó vượt trội. Tuy rằng mình không có lên pháp tòa, mình đăng tòa, mình thuyết pháp được, nhưng nếu mà mình à, niệm câu Phật hiệu để cho đại chúng niệm theo là một. Thứ hai, đó là mình hướng dẫn đại chúng tu tập, vân vân. Làm sao đó không biết mà mình mục tiêu để đưa cho mọi người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái tâm nguyện của mình đồng với tâm của mười phương chư Phật và đồng với cái tâm của Đức Phật A Di Đà. Công đức quý vị rất là thù thắng vì vậy trở lại cái vấn đề mà hòa thượng đã y giáo phụng hành theo cái lời chỉ dạy của ngài lý Bỉnh nam đó là một thầy mà học thì từ cái lúc đó hòa thượng tịnh không ra cái trường học ngài cũng không có dạy cho nên hôm nay cái ý của giác nhàn không muốn cho các thầy đi học không phải là sợ tốn tiền không phải là sợ quý thầy học giỏi hơn giác nhàn không phải là giác nhàn đem các vị vào để làm ngu dân ngu dân tức là cho họ ngu dốt và rất nhiều nơi có nói tỉnh thất quan âm Cứ niệm a di đà Phật làm sao mà khai mở được trí tuệ Cứ niệm a di đà Phật tụng một kinh bộ kinh vô lượng thọ Ngu dốt chết đi cứ tu như vậy biết làm sao mà khai mở đi hoàn hóa chúng sanh được đưa vào đưa họ vào mà không dạy dỗ hầu như rất nhiều cái lời dèm pha như vậy nhưng giác nhàn vẫn lập trường vững là bởi vì lúc trước mình học trường Phật học cơ bản ở chùa ở Đồng Nai ở Pháp Hoa rồi trường cơ bản Phật học ở Lâm Đồng Đà Lạt Học ra rồi dùng không được Không phải mình à, hôm nay đi theo cái hướng của Hòa Thượng Mà mình à, không bằng lòng học mình chê bai cái vấn đề những cái học đường đó Vì cái học đó mục đích để đối phó và lấy những cái kiến thức Mà cái kiến thức đó như là cái trí huệ bắp vế Trong kinh nói là trí huệ bắp vế nghĩa là quý vị đang ngồi đó Thì cái đồ gói mình đã ngang qua mình để đồ lên đó, thì nó nằm trên đó nhưng khi mình đứng dậy cái bắp vé nó thẳng ra cái nó tuột lốp xuống nghĩa là cái vay mượn kiến thức mình học đó là cái sự hiểu biết tri thức mà tạm dùng danh từ là trí huệ bắp vé trí huệ bắp vé nghĩa là cái kiến thức của mình học hỏi hôm nay mình nhớ ngày mai mình quên lấy ra dùng không được là nhiều lúc mình muốn nhớ nó mà không nhớ được mà nhiều lúc mình học thuộc lòng luôn để mình đối phó bài dở trong học đường xong rồi thôi quên. Còn nếu mà mình niệm Phật nó khai mở được trí huệ và mình nói thao thao bắt tuyệt và cái lời nói mình nó có một cái năng lượng, nó có một cái âm đức trong đó và người ta nghe, người ta cảm được thì gọi là trí huệ vô sư. Trí huệ vô sư tức là không thầy chỉ dạy nhưng câu A-di-đà Phật là thầy của mình. Vì sao là thầy của mình, vì đó là vô lượng giác. Chỗ này hơi sâu một chút. Di Đà dạy ta niệm Di Đà, miệng niệm Di Đà, nghe Di Đà, Di Đà Di Đà cứ niệm luôn, hàng chi Di Đà niệm Di Đà. Cái câu A Di Đà Phật, A là vô Di Đà là lượng Phật là giác cái a di đà phật là vô lượng giác sinh hoạt trong đầu mình khai thác cái trí huệ của mình gọi là trí huệ vô sư không thầy chỉ dạy nhưng âm thầm trong câu phật hiệu là một vị thầy dạy cho mình để đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác hay vô cùng màu nhiệm vô cùng cho nên cái người mà niệm phật lâu ngày cái tâm họ vô định hoặc khai mở trí huệ cũng như bà cụ có nhiều lúc giác nhàng thấy bà cụ là thân mẫu của giác nhàn á như vậy hôm nay mình thấy rằng là có nhiều cụ già họ niệm Phật mà họ khai thác được cái trí huệ của họ là do gì vậy. Họ khai thác được cái trí huệ của họ là do cái câu A Di Đà Phật có một vị thầy, vì thầy đó là pháp thân báo thân và ứng hóa thân của Phật A Di Đà, đó là vô lượng giác ở trong đó. Cho nên ngài Lý Bỉnh Nam mới nói rằng là tôi dạy cho ông 5 uh, năm, năm sau tôi sẽ chỉ giao cho ông một vị thầy khác năm năm sau lấy hết tất cả những cái lời dạy về của ngài ấn tổ uh, trao truyền lại cho hòa thượng tịnh không thì gần như là gần như là ngài lý bỉnh nam muốn đem cái địa vị tổ thứ 13 giao lại cho hòa thượng tịnh không là tổ thứ 14 cho nên ngài lý bỉnh nam cái uh, cái trí huệ và cái à, sở chứng của ngài rất là sâu vì vậy à, ngài tin tưởng hòa thượng tịnh không hôm nay chúng ta tin tưởng hòa thượng tịnh không mà nghe pháp của hòa thượng tịnh không thì những cái kinh nghiệm sở chứng và tu tập của hòa thượng tịnh không đi vào trong con người của mình lâu ngày cái tư tưởng của hòa thượng tịnh không biến thành cái tư tưởng của mình biến thành cái tư tưởng của Hòa Thượng Tịnh Không Bởi vì mình đang huân tập cái tư tưởng của Hòa Thượng Tịnh Không Cái đường hướng của Hòa Thượng Tịnh Không Và hôm nay quý chú quý thầy huân tập thêm cái tư tưởng đường hướng của Giác Nhàn Là cái tư tưởng của mình vì mục tiêu để đưa người về Tây Phương Cực Lạc Cả một đời này chỉ một sự nghiệp đó là giáo dục Và không có một ý niệm gọi là xây chùa hay trụ trì Mà mình chỉ có chân thật ở đây niệm Phật Chính những cái chân thật ở đây niệm Phật lâu ngày như vậy Nó tạo cho mình một cái vốn Cái vốn đó là một cái công đức Nó tương ưng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Hôm nay dân uh, nhàng nhìn về Thấy thầy nhận nguyện, thầy nhận sĩ, thầy nhận huy, thầy nhận lạc, thầy nhận từ Và thấy uh, quý chú, quý cụ ngồi Suốt cả ngày công phu tu tập rất là vất vả Công quả, công phu mà giờ đây chân thật văn lời hoan hỷ ngồi Để nghe những điều giác nhàn chân thật chia sẻ Trong lòng có cảm giác thấy Nó có cái sự thân thương và gần gũi lắm Đây là nói những cái lời nó phát sức tận đáy lòng Chưa khi nào giác nhàn rời khỏi tình thất quan âm đi xa như vậy mà cứ mỗi lần nhìn về tỉnh thất quan âm trong lòng nó cứ cảm xúc bùi ngùi vì đây là những người thiện hữu tri thức Những người mà có cái nhân duyên với mình trong nhiều đời Nhưng vì cái hoàn cảnh và cái cái sự gia trì của Phật Bổ sứ mình đi sang hải ngoại để mình à, hoàn pháp lợi sanh thôi Chứ thực ra thì những vị mà hôm nay giác nhàn gạn lọc lại hết Còn bao nhiêu con người ngồi đây, đây là những cái hạt những cái hạt chắc nghĩa là những người này gần như là họ có nhân duyên rất là sâu dày với mình qua nhiều cái biến cố à, rất là dữ dội sàng lọc thế mà đến bây giờ họ còn ngồi tại đây đó là một cái nhân duyên rất là hy hữu không biết sao hôm nay nhìn về trong lòng nó cứ cảm xúc nghẹn ngào bởi vì cảm nhận thấy mình đi xa mà họ vẫn chân thật y giáo phụng hành trên kính dưới nhường văn lời hoan hỉ hòa mục sống với nhau lục hòa cộng trụ an vui để mà sinh hoạt sống với nhau đi đâu mà tìm được một cái đại gia đình như vậy hả quý vị khó vô cùng ở nhà mình chỉ có năm ba người thôi mà nó còn lộn xộn tới lui nó lộn xộn đủ thứ hết vợ nói chồng không nghe chồng nói vợ không nghe con cái thì ngang ngạnh gia đình thì bất hòa với nhau bệnh hoạn lục đục nhìn thấy cái cảnh như địa ngục Thế mà bước ra khỏi cái cảnh đó được Hôm nay mình đi đến một cái hoàn cảnh này Đó là một cái nhân duyên phước báu Nhiều đời nhiều kiếp lắm Đừng có bỏ cái nhân duyên này nha quý vị ha Tự nhiên hôm nay cái cảm xúc Nhìn về tịnh thất sao Thấy nó cứ cảm động trong lòng Tuy nhiên hiện tại bây giờ tịnh thất Đang sống bình yên yên ả Giá nhàng vẫn để tịnh thất Sống bình yên hòa mục như thế khi mình về thì à, khi mình về thì phật tử sẽ ào lên rất là đông nó sẽ ảnh hưởng đến những người thường trụ chỉ có những chuyện mà mà quan trọng mà không thể giải quyết được thì giác nhàng mới về thôi chứ hiện tại bây giờ đại chúng đang hòa một sống chung với nhau cho nên à, cái lối dạy sư thừa mà từ cái sự truyền thừa của à, À, ngài à, ấn tổ là tổ thứ 13 truyền thừa cho ngài Lý Bỉnh Nam và ngài Lý Bỉnh Nam truyền thừa cho Hòa thượng Tịnh Không và Hòa thượng Tịnh Không đem cái sự giáo dục một môn thâm nhập. Và Hòa thượng Tịnh Không nói rằng à, lúc trước tôi giảng rất là tạp. Tôi giảng rất là tạp nghĩa tôi giảng nhiều môn. Thì ngài Lý Bỉnh Nam mà khi Hòa thượng Tịnh Không học được 12 bộ kinh và có thể giảng được 12 bộ kinh, cái sức trí nhớ Hòa thượng rất là sâu. Và khi Ngài đi bên Mỹ, đi các nơi, xong Ngài về Ngài hỏi Ngài Lý Bỉnh Nam là con giảng kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh này kinh nọ rất là nhiều. Thì Ngài Lý Bỉnh Nam mới nói rằng là ông giảng như vậy thì rất là tốt, nhưng riêng ông có lợi ích mà chúng sanh không có lợi ích. Vì chúng sanh đã học một bộ kinh, nó còn chưa ngộ huấn chi là nhiều bộ kinh. Thì từ khi đó Hòa Thượng Tịnh không nghe rồi, thì từ năm 2010 đến bây giờ là Hòa Thượng trong 6 năm nay là hòa thượng chỉ giảng một cái bộ kinh vô lượng thọ đó là lấy cái cuốn chú giải của ngọc hàng niệm tổ để mà giảng chứ không có giảng kinh khác thì giảng nhàn đưa ra cái quy trình ba cái đường hướng để giảng thứ nhất là kinh vô lượng thọ thứ hai là phương pháp trị niệm và thứ ba là hộ niệm cho người lúc lâm chung ti ba mà là một là là ba là một nghĩa là nó đều tập trung vào cái pháp môn niệm phật hết bây giờ quý thầy chuyên giảng một cái chủ đề mình chọn mình thích Đi sâu vào giảng 5 năm 10 năm Thì nếu mà mình giảng 5 năm 10 năm Và mình để tâm vào một cái phương pháp Mình chỉ cho họ tu tập Là phương pháp trị niệm Hoặc là mình trợ niệm cho người lớp long chung Một thời gian quý thầy giảng sâu về một cái Phương pháp trị niệm Hoặc là phương pháp trợ niệm Hoặc giả là giảng kinh vô lượng thọ Mà thông một phương pháp này Thì thông cả ba phương pháp kia luôn vì uh, giáo nhàn cảm nhận thấy lúc trước thì uh, uh, giảng uh, phương pháp trì niệm năm 2013 rất là sâu là giờ do đi vào cái bộ kinh vô lượng thọ nhiều năm và khi giảng kinh vô lượng thọ đến hôm nay có cái cảm giác rất là sâu như vừa rồi uh, buổi um, tổ chức một ngày ở tại Michigan nữa thì có phát trực tiếp được buổi sáng nhưng buổi chiều giấc nhàng đi vào rất là sâu thì rằng phát trực tiếp không được quý vị sẽ nghe lại cái đĩa này hôm nay mình thâm nhập vào một trong ba cái lối giảng phương pháp trì niệm hoặc là cái máy triệu lâm chung hoặc là trợ niệm cho người lúc lâm chung hay là kinh vô lượng thọ khi mình đi sâu vào một cái lối giảng này nó sẽ thông đạt hai lối giảng kia luôn mà mình hướng cái hướng đi này nó dễ hơn còn nếu mà mình giảng ba cái, à, cái đường hướng này Tuy rằng mình thấy ở ngoài hiện tượng là ba mà tuy nhiên nó là một mà mình đi từ cái ngọn là mình đi ba để quy về một nó khó hơn là mình thông đạt một để mà nó đạt được ba cũng như là lẽ một phật để cảm vạn phật dễ hơn là lẽ vạn phật để cảm một phật à, tuy nhiên gián nhàn có cái duyên để giảng kinh vô lượng thọ mà từ cái giảng kinh vô lượng thọ mà nó thông đạt đến cái lời dạy của ấn tổ nói thông đạt vậy thôi chứ chưa có đạt được cái rốt ráo viên mãn đâu mình còn thấp kém lắm và nhờ cái lối giảng về kinh vô lượng thọ và nó thông đạt được cái phương pháp trị niệm và nó thông đạt được cái trò niệm cho người lúc lâm chung đó là ba là một cũng như là mình thông đạt được bộ kinh vô lượng thọ thì mình thông đạt tất cả các bộ kinh khác còn những người khác cái lối tu của họ làm học nhiều bộ kinh để thông đạt tất cả các tất cả các bộ kinh rồi mình sẽ thông đạt được nguồn tâm của mình cái điều này khó vô cùng vì sao khó vì mình đi từ ngọn mà vào gốc ngọn là mình đi học rất nhiều pháp môn đó là ngọn ngành còn mình học một cái gốc đó là mình học một pháp môn để ngộ được cái thể tánh của mình mà khi mình ngộ được cái thể tánh tự tánh di đà di tâm tịnh độ mình niệm phật lâu ngày thì tự tánh di đà di tâm tịnh độ tự nhiên nó sẽ hiển lộ ra ngộ tự tánh di đà hồi nào mà không hay chứng tâm muội hồi nào mà không biết ngay trong một đời này luôn thì khi mà mình ngộ được tự tánh di đà di tâm tịnh độ và mình chứng được tâm muội ngay đời này như bà Lưu Tố Vân mà một ngày bạn nghe 8 lần đĩa hòa thượng và bạn nghe 10 năm như vậy tụng một bộ kinh mà bà thành tựu được. Hòa thượng tán tháng bà Lưu Tố Vân vô cùng. Đó là có những người đã thành tựu rồi. Hòa thượng nói những người thành tựu 10 năm đèn sách công thành danh tội muốn vãng sanh lúc nào là vãng sanh. Tôi nói đây là sự thực. Đó là bà Lưu Tố Vân. Y giáo phụng hành chân thật văn lời một thầy mà học Đó là một bộ kinh vô lượng thọ Năm chục đĩa nghe suốt Một câu Phật hiệu mà niệm Mười năm không thay đổi Bốn chữ A Mi Thụ Phụ Và một bộ kinh vô lượng thọ Mà tụng suốt cho nên cái lối tu của Phật giáo mình Mục đích là để thâm nhập một môn Để tâm mình định trên một cái môn đó Để nó khai mở trí huệ Cho không phải học như ngoài đời Mà học nhiều kinh nhiều cái kiến thức là mình giỏi không phải như vậy khi lên nói nói không được bây giờ cái sức định của mình không có mà chỉ nhớ những kiến thức nói một chập cái nó hết thì cái lối giảng này nó không có bền bỉ được cái lối giảng mà không nhìn vào trong đề tài không soạn là cái lối giảng xưa nay mà dân nhàn hôm nay đang vẫn còn giữ đó là đang nói chuyện trực tiếp với quý vị mà dân nhàn không soạn trước muốn rèn luyện cái kỹ năng này và vẫn đi vào trong cái nội dung đó là tịnh nghiệp tam phước mà gọi rằng là tôn kính sư trưởng thì đây là cái cái tịnh nghiệp tam phước ở trong kinh quán vô lượng thọ mà giác nhàn không có soạn ra trước và không có đọc từng đoạn ở trong này mà chỉ có nói đến cái tôn kính sư trưởng rồi mình khai thác từ ở trong cái tâm cảm xúc của mình để nói ra thôi còn khi mà giảng kinh á, giảng lời của tổ thì giác nhàn nhìn vào trong bổn. Cho nên nó có hai cái lối giảng. Cái lối giảng thứ nhất là mình có sẵn một cái vốn xưa nay rồi. Và mình có cái sức định sẵn rồi. Và mình chỉ có nghĩ đến cái đề tài này là từ trong cái nguồn suối tâm thức nó tuôn trào ra. Mà không sai đi cái đề tài, không có lệch cái đề tài. Từ cái cảm xúc trong lòng mình lưu xuất ra còn cái cách giảng thứ hai mà các thầy các chú bây giờ phải áp dụng đó là nhìn vào trong kinh để giảng lúc trước chẳng nhàn có áp dụng cái điều này là nhìn vào trong kinh vô lượng thọ nhìn vào lời cổ ấn tổ nhìn vào lời mà ngài dạy mái chèo lâm chung và đọc một đoạn là giảng cho ra cái đoạn đó hay dở gì cũng giảng cho qua cho ra cái đoạn đó chứ không có đọc qua rồi mình để đó mình đọc dài quá rồi mình giảng nó không có chi tiết một thời gian nó có cái vốn rồi Nó có cái sức định rồi Nó có cái sức cảm ứng với cái pháp môn đó rồi Thì các thầy không nhìn vào kinh Tự nói một cái đề tài nằm trong kinh Giống như là lục hòa kính Hoặc tịnh nghiệp tam phước Hoặc giả là thập đại nguyện vương Hôm nay Giáng Nhàn muốn phát huy cái khả năng mà mình không nhìn vào kinh chỉ nói đến cái cung kính sư trưởng mình lấy tất cả những cái niềm cung kính, những cái kiến thức, những cái sự tu tập của mình và lấy những cái kinh nghiệm của các vị tiền bối đi trước và cộng lại với cái à, sức niệm Phật và cái công đức mình đã tạo nuôi lo lắng các cụ, lo lắng các chú in kinh phóng sanh nó tạo ừ. cho mình một cái buổi giảng hôm nay mà ngồi tại đây mà nói để nó phát thanh trên toàn thế giới hôm nay và thấy giác nhàn trên facebook cũng như là chuẩn bị một vài bữa nữa là quý vị ngồi nhìn thấy giác nhàn trực tiếp như vậy đó là cả một cái công sức công đức mình tích lũy lâu nay cho nên mình muốn gọi là tâm tưởng sự nó mới thành như vậy và đây là một cái tài sản mà tương lai về sau các thầy sẽ thừa hưởng cái tài sản này là tất cả những chú những thầy về sau ngồi một chỗ giảng là những người trên toàn thế giới người ta biết cho nên thành ra mình phải chuẩn bị cái tâm lý mình cho kỹ càng và cái lời nói mình nó phải là chắc thật dẫn chứng ví dụ và những cái minh họa nó phải là một trăm phần trăm chính xác cho không bị đặt từ những cái lời nói trung thực đó nó tạo cho mình một cái công đức hấp dẫn cho người nghe và những người nghe đó khi họ nghe mình nói chuyện một buổi thuyết giảng là họ tập trung họ nghe liền. Hôm qua có mấy đứa trẻ mới có mười mấy hai mươi tuổi mà đến nó ngồi nó nghe, nó hăng, hăng say, nó kêu những cái lời nói của thầy nó rất là chắc, nó không có cái chỗ hở. Vì sao nó rất là chắc là bởi vì là dân nhàn lấy những cái lời của tổ của Phật nằm ở trong kinh đó, khi mình giảng ra thì có cái sức gia trị của Phật vì à, trong kinh khi mà phật nói có long thần hộ pháp bát bộ kim cang gia trì là một thứ hai khi mình nói ra như vậy đó có cái sự gia trì của chư phật chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng thành ra mình lấy những cái à, điều trong kinh phật nói mình nói ra cũng như là cái tôn kính sư trưởng là cái sự chân thật văn lời và làm theo dân à, nhạc à, nhớ cái à, lúc trước khi mà nó khổ mà nó khổ đến cái mức độ Mà lại là không có chỗ nương tựa Từ trong thiền viện Trúc Lâm đi ra lang thang Coi như là bạn của mình Thì đi học tiến sĩ Đi học này học nọ Còn mình thì ôm cái thân bệnh đi lang thang Từ Đà Lạt đi xuống tới Trảng bơm ghé vô chỗ sư giác liêm Chỗ trảng bơm nhập thất Mà có một cái là sư thương là sư Chỉ sao giác nhàn làm vậy Sư nói là bây giờ những cái nỗi khổ của mình đó là từ cái vết thương lòng, cái tâm thức mình đã hại mình. Bây giờ mình muốn lấy cái tâm thức, cái vết thương lòng đó ra thì mình phải niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Âm. Cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm nó có một cái thần lực để nó tiêu đi những cái vết thương lòng, những cái mặc cảm tội lỗi, những cái nỗi khổ niềm đau. Mỗi cái danh sách nó có cái tác dụng của nó cũng như là cái sắc là cái à, hình tướng của ông cảnh sát. Mà những người lái xe mà chạy quá tốc độ và và khi nhìn thấy những người cảnh sát thì anh tài xế này ảnh sợ cái sắc là cái sắc phục của người cảnh sát. Và cái sắc phục của người cảnh sát mặc áo xanh khi bước tới những đứa ăn trộm á nó nhìn cái sắc phục đó nó sợ Nó có cái sức kỵ với nhau Cái sắc phục của mỗi đối tượng Nó có một cái tác dụng khác nhau Và cái danh đó là cái âm thanh Cái danh từ đó Của danh hiệu quán tham Bồ Tát A-di-đà Phật Nó có một cái à, cái công năng Nó chuyển hóa được cái phiền não còn những cái danh sách khác đôi khi không đủ sức để chuyển hóa. Đây là ở trong cái cuốn Quán Tham Bồ Tát Tính Luận của Hải Tính Cư Sĩ. Ông Lý Luận rất hay. Cái danh sách mà của Đức Phật A Di Đà cái sắc đó là cái hình tướng của Đức Phật A Di Đà mà tất cả các loại ma không giả được. Đó là cái sắc tướng của Phật A Di Đà. Đó là do cái bổn nguyện của Phật A Di Đà và cái danh tức là cái danh xưng là cái, cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà nó có một cái công năng nó chuyển hóa cái nỗi khổ rất là kỳ diệu cho nên mới nói một câu Phật hiệu tiêu tám ức kiếp trọng tội sanh tử cái chỗ này khó lý luận lắm nè ở ngoài thế gian nó có những cái danh sách nó kỵ nhau nó có những danh sách nó hợp nhau những người làm thiện và những nhà từ thiện những bệnh viện mà có những cái gọi rằng là lương y như từ mẫu nó hợp tới những cái cái đối tượng tốt cũng như là cái tâm của ông lý mộc nguyên khi ông làm một cái cơ sở đó là cây sử lâm ở tăng gia ba miễn phí hoàn toàn thì có nhiều cái đối tượng đi đến làm miễn phí mà hàng ngày cho người ta ăn từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối là ăn miễn phí người ta tới đông lắm nhưng mà bao nhiêu năm nay có rất nhiều người tới bởi vì cái danh sách và cái môi trường của lý mộc nguyên nó phù hợp đối với những cái đối tượng gọi là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu nó hợp với cái đối tượng đó là những cái đối tượng tâm thuần thiện với nhau cũng như tại tinh thất quan âm hoàn toàn miễn phí cho nên phật tử đi vào đây các thầy vào đây các chú vào đây để phục vụ cũng không tính toán trong này đó là cái môi trường nó phù hợp đối với cái đối tượng đó Gọi là hạp, danh sách hạp nhau Danh sách hạp nhau Còn những cái danh sách mà nó không có hạp nhau Thì nó sẽ đào thải, nó đẩy ra Cũng như hôm nay những người xì ke ma tí đến mà tính toán mua mô lợi dụng á, Thì một thời gian nó gạt danh ra cũng giống như hôm trước có những người mà người ta đổi được cái chùm chìa khóa cái thời mà lúc trước chú uh, uh, Nhuận Đức tức là chú Hiền á Quản lý thì cả những cái chú đó Mà thầy nhận từ đã lên phát hiện được Thấy ổng làm một cái bộ chìa khóa riêng Thì ổng lấy được một thời gian thôi Nó không có phù hợp đối với Cái môi trường trên tỉnh thất Thì cuối cùng cái đối tượng này Họ phải đi ra khỏi Họ phải rời ra khỏi Bởi vì nó không có phù hợp Cái tâm họ nó không có tương ưng Rồi có một người làm một cái thùng phước xương à, Giống như cái thùng phước xương của mình tưởng là khu chiên tu mà cuối cùng mang lên là cái ổ khóa không mở được, đập ra ra thì cuối cùng người ta làm một cái thùng khác để người ta lấy tiền của tam bảo. Thì cái tư tưởng này, cái danh sắc này mà con người này nó không phù hợp với cái môi trường này nó phải đào thải. Hôm nay quý vị hòa được cái tâm mình vào trong cái môi trường với cái danh sắc này, đó là do cái niềm tôn kính, tôn trọng sư trưởng chấp hành những cái quy chế trong pháp hội, trong cái ngôi dạ lam cho nên quý vị mới hòa nhập được trong này mà tiếp tục cái niềm tôn kính này nó cứ càng tôn kính không những hình thức mà bên trong mà cái niềm tôn kính này nó cứ càng tôn kính nhiều lên như vậy thì cái cái hữu ích tức là cái cái lợi lạc của quý vị rất là thù thắng. Như vậy hôm nay mình thấy cái danh sắc đó là cái công đức danh hiệu của bồ tát quan âm nó chứa đựng cái danh sách trong đó cho nên lúc trước giác nhàn có niệm danh hiệu quan âm cái lúc đâu bao tử thì trong cái danh hiệu quan âm càng niệm lớn chừng nào thì cái hình tượng của quan âm càng lớn chừng đó nhưng lúc đó mình chưa có đủ sức niệm chỉ nằm thiếp lại nó đóng lại mắt tai mũi lưỡi thân không cảm xúc chỉ còn một cái ý niệm thôi là niệm danh hiệu bồ tát quan âm mà trong cái ý niệm nó niệm rất là mạnh thì cái hình tướng quan âm càng ngày càng lớn ra lớn lắm thì mình biết rằng trong cái danh hiệu Nó chứa đựng cái sắc tướng của quan âm Mà quan âm thì có cái năng lực hàng tà ma trừ yêu quái Có cái năng lực độ chúng sanh rất thù thắng Vì vậy mỗi buổi sáng tỉnh thất quan âm lại 50 lạy Đó là một cái công đức cảm đến Đức Bồ Tát quan âm Mà bao nhiêu cái biến cố xảy ra Bao nhiêu cái trách trở trở ngại gì nữa Cũng nhờ cái thần lực quan âm che chở cho nên Ấn Tổ mới nói là sau khi niệm Phật niệm thêm quan âm Bồ Tát Mà hôm nay giác nhàng cho quý vị lạy thêm danh hiệu quan âm Bồ Tát Thì cái sức ảnh hưởng cảm đến quan âm nó thù thắng hơn Cho nên cái lối tu này hôm nay nó đã giữ vững như vậy Và cứ một mực như vậy đi cho tới cùng không thay đổi nữa Quý vị thấy cái lối niệm của giác nhàn Bốn chữ bốn câu lễ Phật và kinh hành Thì hôm nay ít kinh hành rồi ngồi địa chung Cái âm điệu này không thay đổi đúng không? khi đã nó khớp vô nó thấy ổn một cái là mình không thay đổi một bộ kinh này không thay đổi có hữu ích nhưng có rất nhiều thầy không đồng ý hầu như tất cả các thầy giảng sư là phải giảng nhiều kinh mong phật tử học nhiều kinh và không thể nào chấp nhận học một kinh mà khai mở trí tuệ họ không chấp nhận được điều này bởi vì họ cũng đang học nhiều kinh họ giảng nhiều kinh và họ thấy người học một kinh để mà thông đạt một kinh đó họ kêu người đó là người tự bịt mắt trói tay của của mình lại không thể nào thành tựu được học hết đời này không hết thì đời sau học nữa có gì đâu mà nôn nóng mà mà đi về tây phương cực lạc nhưng họ không ngờ rằng nếu đời này mà không về cực lạc đời thứ hai rất là nguy hại vô cùng không biết mình đi đâu không biết mình gặp được phật pháp hay không vì vậy hôm nay cái pháp môn niệm phật này mà để cho mình đạt được cái mục tiêu để nhập môn Thì cái niềm tôn kính của mình phải có Không những tôn kính sư trưởng Mà trong cái sự tôn kính này nói là mình phải tôn kính Phật Tôn kính lời dạy của Phật Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho mình biết rằng là Cái cõi đời này là ngũ trượt ác thế Nhà lửa tam giới Hãy mau ra khỏi nó đi Mà ra khỏi nó mình đi đâu? Đi về Tây Phương Cực Lạc mà tây phương cực lạc mà trong kinh vô lượng thọ ngài a nan đã văn lời theo đức phật thích ca mâu ni quay về phương tây hướng mặt trời lặn năm vóc sắc đất đầu đảnh lễ tha thiết xưng niệm nam mô a di đà phật thì đức phật a di đà xuất hiện khi đức phật a di đà xuất hiện thì trong ánh quang minh của phật a di đà có vô số phật vô số bồ tát hiện ở trong và hàng thánh chúng bên trong thì ngài a a nan liền phát nguyện con muốn vãng sanh về cõi này cái điều này dán nhàng nhắc hoài mà mỗi lần nhắc tự nhiên trong người nó cảm xúc lông tóc nó dựng đứng lên. Càng nhắc cái lời kinh của Phật nhiều chừng nào cho chúng sanh nghe thì cái công đức của mình càng thù thắng cho nên cảnh giới của mình nâng cao. Cảnh giới nâng cao nghĩa là hôm nay ngồi tại một căn nhà nhìn ra ngoài một cái đám rừng đám cây rất là thanh bình và nói chuyện một tiếng đồng hồ mà trên toàn thế giới bữa nay thấy mặt giác nhàn được rồi từ từ bắt đầu nó nâng cấp mấy chục buổi giảng vậy trước chỉ có nghe tiếng thôi hôm nay bắt đầu thấy mặt lần lần như vậy hôm nay mình thấy rằng là đi trên cái cái con đường sinh lộ để độ người vãng sanh tây phương cực lạc là một con đường vàng so không thể bỏ con đường này được dầu có nhiều biến cố nhiều cái nghiệp chướng cái chướng duyên cái gì đi nữa mình vẫn gì vẫn quyết tâm đi trên con đường này không thay đổi. Cho nên Hòa thượng à, à Quang đạo đó lúc trước là hiệu phó trường Phật học ở à, chùa chùa Pháp Hoa ở tỉnh à, Đồng Nai đó. Hòa thượng mới nói là tất cả đệ tử của tôi khi vào tôi chưa học hết 12 thôi, không cho vô đại học. Ai muốn vô đại học là tự đi học tôi không cho đi. Hết lớp 12 rồi bắt đầu cho học hoặc học Người nào muốn tu thì đi vào cái viện chuyên tu Người nào muốn học kiến thức rộng rãi bắt học Thì cứ việc đi Nếu mà học đại học vô rồi Họ có nghề nghiệp rồi đó Thì cái lúc mà vào chùa tu mà đụng phiền não Là họ ý lại cái nghề nghiệp đó Họ sẽ không tu nữa Họ đi về họ bằng ăn Những người có nghề nghiệp đó khi mà ở trong đạo họ thông tìm ra được cái nghề nghiệp tức là đi cúng hoặc đi giảng hoặc dịch kinh hoặc là làm từ thiện hoặc là xây chùa vân vân họ không có niềm vui trong chùa thì chắc chắn họ phải đi tìm niềm vui của thế gian là họ đi mần ăn họ về đời cho nên hôm nay không phải giác nhàn muốn cho quý thầy quý chú làm ngu dân người dốt hết mà nếu mà thực sự dốt không biết chữ như ngài hải hiền cứ niệm phật để vãng sanh về thượng phẩm thượng sanh thì giác nhàn thực sự đi đến bái lạy người đó và cung kính người đó vô cùng vì người đó làm được một cái việc mà khó có ai làm được còn cái việc mà thế gian làm được nhiều người làm được thì cái chuyện đó nó quá dễ rồi cái chuyện đó ai làm cũng được hết đó là đi học hỏi kiến thức rồi đi học trường này trường nọ chức vụ này chức vụ nọ cái chuyện đó nó quá dễ rồi Bây giờ tìm cái người mà biết niệm Phật ngày giờ Họ biết ngày giờ họ niệm Phật vãng sanh Cái chuyện này nó khó Hôm bữa giác nhàn Cái lòng nói mình rất là chân thật Nếu mà hiện tại bây giờ Mà quý chú, quý thầy, quý cụ Mà biết ngày giờ Cái này giác nhàn nói thật Giác nhàn về tiễn đưa người này vãng sanh Dầu cho có pháp hội bên này Thí dụ như là thứ bảy chủ nhật này Là tổ chức pháp hội ở Chicago Gia đình của chú Chiến Cô Viên Anh đang chuẩn bị đó mà nếu mà thứ bảy chủ nhật này mà mấy thầy ví dụ nhà thầy Nhật Từ nói thầy Giáng Nhàn, bây giờ con à, à, Phật cái Di Đà đã báo rồi đó, à, cái ngày thứ bảy chủ nhật này thầy về đây đưa con dẫn sanh cực lạc Giáng Nhàn, OK, coi như là Giáng Nhàn, coi như là mua vé đi liền về tiễn đưa thầy Nhật Từ, anh em huynh đệ mà về với Phật chẳng lẽ mình không về? nhưng mà điều có một cái là phải nói mà nó phải chính xác thời gian. Chứ còn nói mà về cái ơ con mời thầy về con nói vậy chơi để uống nước trà đồ thăm thầy cho vui Nói cái vụ này là không được à, Không thử không những thầy nhận từ mà bất cứ một cô Phật tử nào Mà biết ngày giờ là giấc nhàng mua vé ngay bay về Người ta về với Phật chứ còn cái pháp hội của Viên Anh chưa chắc gì Mà, mà chưa chắc gì mà có người vãng sanh bữa đó còn mình về Việt Nam mà có được uh, À, một phật tử học một chú một thầy giảng sanh mình đưa người ta về với phật là có phật gia trì chứ mình đâu có sợ gì ha nhưng mà tác giác nhàn nghĩ rằng chắc ba năm cũng có người bởi vì hôm bữa quý vị giơ tay hứa với thầy giác nhàn ba năm mà đúng không mà ở đây ba năm mà giảng sanh là đầy đủ điều kiện quá rồi chỉ trường hợp mình muốn hay không thôi à, cái này nói thiệt Nếu mà thầy nhận từ Chút nữa mà gọi điện nói Mấy nay con giấu thầy thôi thực ra là ba ngày nữa con muốn giảng sanh, con muốn dẫn sanh lúc nào giảng sanh, con vô chùa cũng tính ra là năm, sáu năm rồi. Chuyện giảng sanh đối với con là dễ dàng vô cùng. Thôi thầy về đi, muốn đi lúc nào đi. ok, mua vé máy bay về ngay. À, chắc nhận bỏ pháp hội bên này, về tiễn đưa huynh đệ về cực lạc mà. À. <laughs> thực sự nếu mà như vậy là giác nhàng về ngay. Cái đây là cái mong mỏi trong chờ đó trong chờ đó ừ. chứ còn nếu mà mình kêu rằng là mà 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 để cho người ta học tiến sĩ đồ này nọ dân nhà không có ham rồi kêu quý chú đi giảng ở miền tây hoặc đi mở pháp hội ví quan âm hoặc đi làm cái gì mang tiền về triệu triệu tỷ tỷ á thì dân nhà nghĩ cái đó dân nhà cũng không có ham không có thích cái chuyện đó lắm bởi vì mình không phải thiếu không phải mình không cần có làm phật sự chơi không có là thôi nhưng mà không có cần Không có cần cái chuyện mà các thầy các chú đi tìm tiền Hoặc đi giảng hay nổi tiếng Cái chuyện đó có cũng được Không có cũng không sao cái đó phụ Mà cái chuyện mà quý thầy biết ngày giờ giảng sanh Là cái chuyện đó là giác ngàn Coi như là là mong mỏi đó nghe Vậy vậy cho nên là ra hôm nay Cái việc mà giác nhàn muốn nói đến Cái việc mà tôn kính sư trưởng mỗi ngày Nó sẽ có một số những cái thông tin À, những cái kinh nghiệm và những cái uh, cảm xúc của giác nhàn nói về cái việc mà tôn kính sư trưởng thì uh, giờ đây cũng đã hết giờ lúc hồi nãy giác nhàn nói chuyện là chín giờ năm phút hiện tại bây giờ bên này là 10 giờ năm phút là đúng một tiếng đồng hồ không có uh, thêm có bớt phút nào cả và bên việt nam bây giờ là 9 giờ tối năm phút rồi 9 giờ năm phút tối rồi, bên Cali là 7 giờ năm phút tối uh, hôm nay chắc có một số những người ở trên facebook À, cũng như là chú nhân tuệ có phát được cái hình trực tiếp của giác nhàn đó thì có nhiều người xem hôm sau nó sẽ chuẩn bị kỹ càng có cái bằng phật và đầy đủ cái phương tiện để quý vị có thể nhìn trực tiếp giác nhàn à, khi giác nhàn giảng thì nhìn về thấy đạo tràng tình thất quan âm á, nhìn thấy quý thầy tự nhiên cái lòng cảm xúc của giác nhàn nó dạt dào lớn lắm chứ còn khi giảng mà nhìn thấy giác nhàn thì cái cảm xúc nó không bằng dĩ nhiên nó cũng bình thường không có gì xê dịch lắm nhưng mà nhìn về thấy đại chúng tự nhiên sao cái lòng giác nhàn để hết toàn tâm vào trong cái đại chúng này mong rằng các chú sẽ thiết kế cái phương tiện này cho nó đầy đủ tiện nghi hơn thôi giờ đây cũng đã hết giờ rồi giác nhàn cầu nguyện hồng ăn tâm bảo gia hộ cho toàn thể à, quý thầy à, quý chú quý cụ ở tại tịnh thất quan âm cũng như ở viện chuyên tu và đón online trực tiếp trên à, vô lượng Thọ trực tuyến tv toàn cầu À, thân khỏe tâm an phát bồ đề tâm lão thật niệm phật để một đời này vãng sanh tây phương cực lạc a di đà phật giờ đây mời quý vị chúng ta hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ